con quỷ chữ Long Phung, con quỷ của ma qua với nhiều quỷ sang người không á. Tỉnh Khánh Hòa. Kêu một hai ra lễ bắt buộc kêu ta chơi trường ta có được đâu. Cũ Nha Trang. Đấy là mày thấy bà đó cái mặt phải sáng trừng đó, mày thấy ba má bà không có dứt bỏ cái tâm á không? Bà nói bà mượn cho bà sáng rồi nói. Đang đèo mờ rắc thì bị nổ nói nha là và muốn lúa tốt cái gì cho sạch cỏ muốn tánh mình phải bỏ lòng bà cho tu lưng chừng nữa mặt nữa ma mà đến chết không ai ra gì cả. Chị mà muốn lúa tốt mà chị muốn sáng phát huệ mà chị không bỏ cái tâm chị chỉ đợi cho tâm chị sáng sao được mà sáng không chịu bỏ sao sáng được. Ừ. Nói thiên cơ mà không nói quá dốt cuộc như cái mắc câu hỏi tiên Phật đâu dễ gặp đâu muốn gặp Phật phải công phu dày dặn hỏi tiên Phật người nào muốn giữ đặng tự nhiên người ấy đã chứng quả rồi. Tu lưng chừng hoặc đạo lôi thôi phố giữa chính ngôi sen báo. Dạ, yeah. Khi xưa đó thì thầy ra đời thầy dạy cũng cha bốn bữa là quy tắc mà bây giờ. Ủa kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh bây giờ nghe lời mấy ông đạo, mấy ông tu chứ này dớt hết trơn rồi nghe lộn không? Bây giờ cái phần của mình về bây giờ cũng là cha bốn bữa đấy là quy tắc. Ấy là quy tắc. Phải làm là dựng việc phước thiện. Ừ, bây giờ là thiện. Nói về màn này là nói cái kiểu là dốt giáo là bỗng như bước qua cái đời thánh đức rồi. Là phải làm phước thiện yeah. Chứ khỏi cần mà tu lâu tu chậm đừng than chi nhiều. Tu mau tu chậm đừng than chi nhiều. Dù một ngày liệu quả cao siêu ngự căn trí vọng tâm cần khỏi trao. Bây giờ ta phải rồi trao mà căn chúng hẹp sự sao cũng không thành. Phát tâm Phật về cõi Phật, phát tâm phàm về cõi phàm. Tâm nào cõi nấy không làm một ai chúng sanh mới đó bước vào Như Lai. Dạ bởi vì khi mà chừng nào tối đắc sáng trời Phật gia đó, chừng nào tối đắc sáng trời Phật gia, chừng nào lập hội Phật tiên ra đời, phải tưởng lên có thánh có thần, có trời có Phật mấy lần lần có danh có dư có tướng có hàng bá quan có thượng phẩm hạ phẩm mấy an cõi chung tận thế dọc ngang tiêu điều. Phật thương ai thì Phật định thằng tay cặn Phật người gần đi xa. Hỏi này thầy giải các thằng tu duyên làm sao nhức kiếu chán chân tâm hồn chói tỏ mới mừng cho mình thành công. Yeah. Nếu như mà bây giờ cái người mà người ta hiền, người ta làm phước, rồi người ta cúng lại ngày hai thời, rồi người ta ăn chay trừ không được, nhưng mà ăn chay 4 ngày vậy là cũng được dớt vô cái đời này hết á. Được, qua đời thánh đức. Yeah. Nhưng mà có cái là cái lòng mình là không có ở là nghịch tánh hả ta? Không, nếu mà này người nào nghịch tánh với Phật là binh năm giặc liền. Người nào nghịch tánh bên năm giặc liền thấy là sao có thánh có thần có sự trời có Phật mới lần cái lần có văn mấy cái hạng này xử trước cái màn này. Ừ. Màn chưa dán nó xử rồi xử rồi người nào nghịch tánh thì bên năm giặc liền vậy đó. Dạ yeah. Thì cho nên đó quý vị nghe không phải là cái người ăn chay trường mới vô lập hội người ăn mặn mà ta có cái duyên ta tin là phải màn này phải hưởng thôi. Chứ đừng nói ăn chay mà không tin tại cái đời, là người thượng cổ đâu có được. Tại vì cái đời thánh đức cũng còn sanh tử chứ chưa có phải là những cái đời cực lạc. Ừ. Cực lạc là mấy là kêu bằng là nửa sau lọc lại với tì cũng chê. Mà bây giờ mấy ông đạo lên kêu về cực lạc không tên về sao nổi. Miệng chay làm phải tròn chay, mà miệng chay làm chẳng thảo ngay ít gì. Tu mặn ghét tu chay. Tu chay ghét mặn không ngay tu nào. Không xài tu nào không. Bởi vì là ông ba ông nói hội nhà thờ, hội cốc, hội am hội, các am, các tự đều gia tranh tài. Chứ này mà này gia tranh tài yeah. Vì đâu mà người nào cũng tranh với nhau. Nói lần này kia kia nọ à, nói là nói hơn không mà nói đời tới mà có tới đâu. Đó ta hết đời năm 1936 mà bây giờ đây sắp tới là bình hưởng nè. Hưởng chung đời cực lạc nè. Từng cõi ta bà đã được cõi bồng lai tại thế trường Phật mẫu cung di tại thế niết bàn tại thế hội long hoa tại thế màn này là mình hưởng sung sướng tại thế luôn. Chứ nói đời nào cũng thứ nói khơi nói cực lạc gì cảnh trên mấy bà có thấy cảnh trên không? Không có ai thấy được cảnh trên. Tao nói thiệt như này sao mà chỉ có mình tám thấy mà chẳng ai thấy. Tại làm như cái duyên mấy bà có lớn đâu mà mấy bà nói một hai cái cảnh du di thì mình phải là cái tâm du di mình mới gặp được. Còn tâm mình không du di sao sáng sao mà thấy cảnh trên. Tại vì á là cái người mà gặp được cái hội đó là người ta đã đắc đạo mới thấy. Đắc đạo rồi biết ông sinh chỉ nói muốn lúa tốt thì việc cho sạch cỏ muốn tánh mình phải bỏ lòng tà. Tu lưng chừng nữa hoặc nữa ma đến chết không ra gì cả. Nói thiên cơ mà không thối quá dốt cuộc như cá mắc câu. Hội tiên Phật đâu dễ gặp đâu. Muốn gặp Phật phải công phu dày dặn. Hội tiên Phật người nào muốn giữ đặng tự nhiên người ấy đã chứng quả rồi. Tu lưng chừng hoặc đạo thôi lôi thôi khó giữa chính ngôi sen báo.
làm sao mà gặp được. Bởi vậy câu hai nói làm sao nhất khiếu tráng chân hả bác? Tâm làm sao nhất khiếu tráng chân, tâm hồn chói đỏ mới mừng cho mình thành công. Tất cả xưa sát hàm nhờ tâm hướng thiện sen vàng được lên. Đợi mùi bẻ ăn ngon, chứ giỏi vàng bẻ ép còn non chua lè. Giống viên cũng đợi thời cơ, chờ ngày chờ thời, chứ đâu phải mà tới ngày tới giờ mày mới bước ra cái đâu. Đừng không mày mày ra sớm người ta cũng không cho mày chậu. Chừng nào tôi đắc sang trời Phật gia, chừng nào lập hội Phật tiên gia đời, Phật thương ai, Phật định thằng tay cặn, Phật người gần đi xa. Dạ thì cái thời này á thì ai nói gì nói với con tinh tám mà. Ờ đó, ta nói là ta là người trên, ta chuyển xuống, ta đâu nói dốc đâu. Lão đây cầm bản thông thần mà đài cơ chuyển, lão định thăng ngày giờ. Lão đây cầm lá thiên thơ cơ binh sắp sẵn đợi chờ lệnh trên, chứ đâu phải mà nói khơi được. Nước ăn trước kìa, nguyên một lắc của mảnh. Thì nói chung thì cô Tám nói là con nắm bắt được. Tại vì nếu như mà cái người á tu á là phải tin vào giáo lý của Phật. Chứ mày tu mà mày không tin giáo lý của Phật, mày tu cho mắc công cho uổng. Dạ, tại vì thì ổng nói á là mình theo giáo lý, tu theo giáo lý mày ngày sau mới đắc quả. Dạ. Còn mày tu theo cái miệng mày, mày tu theo cái bụng mày đó là mày đắc quả chuối á. Phải không Tấn? Mày thấy ai tu cũng nói cho tu mà theo cái bụng mày, ổng không tu cứ lo giàu là nghèo, lo chẳng có dành tu mà ham công danh binh, quên chữ thanh thành mến phú quý, quên câu dưỡng dục thì xã tội này còn một lúc sau không tu đừng có hưởng nhờ gặp dẫn kinh trần cứ lòng ngơ chồng bông kiển giống chi hưởng mấy gì địa ngục do tâm mình quấy gì thiên đàng ta mấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Tao nói thiệt mày, tao tu theo giáo lý không mà tao tu theo giảng kinh không, tao không tu theo cái bụng tao. Yeah. Tu theo giảng kinh không, tại tao đâu biết chữ đâu mà tu theo cái bụng tao. Dạ, giảng tôi thì giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày dài lập ta. Dạ. Yeah. Biết chữ đâu mà mày tu theo cái bụng mày. Dạ đúng rồi. Không biết chữ chắc một, không biết chữ, không biết số, cái tên rồi làm sao mày tu theo cái bụng mày được. Tại vì nếu như mà thông thái quá rồi đầu chấp danh. Chấp như bà đó nãy sáng là bà thông thái là bà chấp, bà nói tào ơi bà bỏ con bà không được, bà bỏ chồng bà không được, bà nói cũng như bà còn hơi ấy là đề kia cái nọ đó xong hậu còn chấp, còn chấp kẹt, còn chấp. Tao không có chấp ai, có chấp người ta chửi mình thì cái thời này vậy. Nó nói mày cho mà hết mặt nguội lại còn không nghe, nói trong ý là mình giấu trong nhà. Quá thông thái người chơ, người khi trời Phật lắm dân minh chúng nguyệt quyền cơ. Khi trời Phật bất ngờ nghịch quyền cơ, người qua lực trình. Dạ bởi vậy nếu như mà mình á thì mình sống thuận thiên á thì mình không có sao, mà mình sống nghịch thiên thì sau này mình bị xử tiêu tại lực tiêu hà đã lấy lực rồi. Tiêu hà xử chẳng gớm tay, tao nói mày nhíu màn này là tao tuyên bố mày thẳng, nếu mà sống mà nghịch thiên là mày không còn, là bị gì màn này là không có ai qua Phật hết trơn, trên dưới trời mà không ai bằng Phật hết trơn. Dạ đúng rồi. Địa tiên so sánh với cùng thiên tiên. Bởi cái thời này là nó có một cái đoàn âm binh đó là nó chỉ trừng phạt diệt thẳng, không để người nào mà đúng có Phật ra đời. Không chung không hiếu mà chữ cha mắng mẹ là diệt hết. Diệt hết. Chứ mày đừng có nói mà nói mày nói mày để mày phản quốc hả, dông sư mà phản đạo một lần này tiêu, gió bắt đông thổi phát hiu hiu từ đời đế thứ du nghiêu chỉ đời đó. Yeah. Chứ mày nói mà mày nói màn này mày dông sư hả, mày chơi với tao mày dông sư, mày không tin tao, mày nói tao nói ba lông hả, mày không tin tao mới sợ. Đợt này là thầy về là đất càng thứ nghiêu nè, bắt đầu là dở màn ra là quý vị coi là đã mắt luôn. Trời ơi, đã tao nói với mày đây sắp tới mày coi đã mắt, tao kiếm tao cho mày coi đã mắt luôn. Đi lại sáng tao thấy mày lại mập, bà nó lại mập, ông nó lại mập luôn mà bị bệnh không? Không có tao mới sợ. Ba người. Tại vì bị hành quá rồi mới đi kiếm chứ cũng chưa biết tin hay không? Chưa biết tin lắm. Bà nói đi xuống tổ đình, bà chứ kiếm tử tổ đình tới đâu, tổ đình sao bằng đây? Tiền đình là còn chứ đâu có còn cái điển thầy. Đâu có điển mà không có xác đó luôn nữa.
đã cái địa đã ở chỗ làm ở đây là mấy ông kêu tôi xuống dưới làm bà Tư Bê dữ tợn luôn. Nó thầy cái điểm đó bây giờ ta nhìn cảnh cũ ta tưởng người xưa, ta tưởng người xưa không à, đâu có gặp được ai nữa đâu, đâu, ừ, đâu gặp lại gặp bà Tư rồi đấy thôi chứ gì lại đó rồi bắt đầu người ta chặn mình tối tối không cho cúng đi. Tôi nói này ha, hình như ha đường bột ngọt này kia cái nọ là bá ai cúng đồ nhiều rồi bá mới cho vô, còn ít là bá không cho, bá không đón. Tao lại là tao làm hoài à, bởi vì đức thầy kêu tao chứ không phải thương thông mà tao mới dốc. Thì cái điểm đó là điểm chánh điểm lớn mà mấy người đó vậy xong sớm muộn cũng phải đẩy ra ngoài chứ đâu để đẩy đó. Mà ông kêu tao là 2 tháng liên tiếp luôn, 2 cái tháng 7 liên tiếp luôn, nhừng 2 tháng 4 mà hai là nhận 2 tháng 7 rồi 2 tháng liên tiếp năm 2004. Không mà con thấy bây giờ con với tám lên mạng là nói rồi đó, nghe cho tường nhận Bắc và Nam á, bây giờ Nam Bắc rồi bắt đầu nó quay chuyển về á, theo giáo lý của thầy tổ á, ta tu mình cũng mừng đó. Bây giờ quá thứ, bây giờ ở ngoài bây giờ tao nói mày tin tin dữ tạo luôn. Không, tại vì mình nói là cơ màu của thầy tổ mình đâu có nói gì. Nói giảng xưa không, bây giờ người ta thái quá thái rồi. Lại cái giảng xưa cơ của mấy ông để lại là truyền lại cho bà con. Giảng xưa, giảng Đức Phật Trùm đó, với giảng mà Tứ Thánh Tam Hoàng Thơ luôn đó. Giống như là khi mà... Như con trạng. Thánh Trạng Trình đó, tao nói mày hình như bây giờ người ta thái quá thái. Mấy bà mà để mình nhắc lại một đoạn của ông Phật Trùm cho quý vị nghe. Là thầy nói là ai ai cũng có căn tiền tìm thầy gieo lấy thiện duyên tu hành, xong thầy chỉ dạy sau gành, đâu có tu đắc được Phật được thành Phật tiên. Ai ơi trở lại môi viền Bủ Sơn ký nhận mới tu hành thành công. Có nghĩa là mình có cái thầy tổ dắt mình á, mình mới đắc đạo được, còn mình đi khơi khơi mình lạc ra ngoài khơi là rồi. Mấy cái đó thọ phân á, tôi nói mày tu mà nói không thầy đố mày làm nên. Mày tu mày nói mày độc quyền đi, rồi bề trên tao không ban mày làm sao mày thành công đắc quả được. Bây giờ ngon mày đu mình mày đi, mày hay đi. Mình tu cho giỏi cơ nào giỏi, nhưng mà ở trên người ta không có điểm quá xuống mình không có chứng nhận. Không có chứng nhận là mày không có được cái gì, chứ là mình nói gì sư phụ. Gọi là tu sĩ rồi, không phải tu lẻ. Tu phụ thôi. Tu sĩ rồi. Chứ tôi hỏi về mày tu á, công người ta hồi đó giờ tu 12,9600 năm ta cực khổ, người ta đảo lại đây ngầm gai ném mặt, rồi tôi nói mày hết chúng quánh, hết người này đập tới người kia, hết người kia chà đạp tới người nọ, mà bây giờ mà không nghe lời ta làm sao hưởng được thâm hậu. Dạ, ai từng nằm mãn bực xong hết á, nằm co phúc vĩnh giỏi mong phụng hoàng, nghe tiền khẽ lấy người lui giữ lợi, thật dại nhữ chui núi rừng, là tại khắp tất cả rừng này nè, sử chiêu một chặng không chừng, Long Châu ước giáp thật chừng rồi gian đó, là tại dịch cái rừng này từng ẩn bờ ẩn bực xong nè, dịch cái rừng bảo giao ngôn thiên đường trước bắt chiến tự nhiên thành nè, thất thạch nhị hiền tướng thò tá thánh minh dương nè, vua còn cố nguyện tài may phong điền vũ thận nằm nơi cả rừng, ai từng nằm ẩn bực xong là chỗ này nè, nằm coi phúc vịnh dội mong phụng hoàng nè, tại dịch cái rừng bảo giao ngôn nè, thật chỗ là tại dịch cái rừng này chứ không có ở đâu, cho mày đi đâu cũng không có. Bây giờ qua nuống cánh không có, mình xuống tô đình cũng không có. Dạ, thì nói chung á, thì những cái sấm truyền chưa của Phật Thầy ấy, là câu nào nó cũng cái ý nghĩa sâu xa hết. Giống như... Giáo kiến mà chi mà biết. Giống như Phật Thầy khi xưa nói, bây giờ còn giấu chi đâu. Từ đây sắp đến không từ đây tới đó không lâu mà chờ, năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ dối cuồng, năm mẹo thắng mẹo chưa buồn, năm mẹo thắng hợi lị trung dầm dờ, vậy là chưa thấy ông ơi trung ương dòng lộn ơi hợi thay thay mèo kêu giết đến sầu bi, tới gà gì ổ dậu thành bì thì bình yên đó. Dạ mà mình thấy là chứ quý vị nhìn cái cảnh tượng mà từ cái giấc năm sủ tới giờ thấy sao đó. Mày thấy năm sủ không? Khổ bởi vì là trong đó nói là coi chừng châu chém da che mà nằm chém chết hết. Sủ dằn rồi lại sầu bi rất nhiều, giáp tí đâu có bao nhiêu, qua năm mặt sủ mà bệnh đâu đa đói nhiều. Dạ. No mai rồi lại đói chiều, giàu nay mai lại nghèo nhiều lắm, đa nghèo mà biết niệm Di Đà, hơn giàu giữ của để mà cho dai nữa sao, như thể ăn mày đi thời mang cuốc mang cài một bên. Phú quý mà chẳng có bệnh, chưa từng cực khổ có nên đâu lạ. Yeah. Cho giai gỗ quỷ tiện ma lấy lời thạch bội đi ra cúng chùa, tới đâu nói lĩnh nói lùa, lường công của thế quê mùa hằng di, đói lòng phải cũng đi, không làm tiền vốn thì có không, thấy lợi lường gạt não nồng lại thêm cách móc, tu hành thì không có đau, niệm Phật như dông hết cơn hoạn nào thì không, tu trì này nói bên 11 hội như giải không phải. Dạ
các vị nói cũng cái lời nó khác khác nhưng cái ý nghĩa như nhau à. Mà lại nó giống hay nghĩa, giống nghĩa mà khác lời. Khác lời nhưng mà cái nghĩa như nhau. Mà nó hay. Dạ. Giống như thầy nói cô quạt máy phụ quạt ngò đó. Chừng nào hết tiền quạt ngò đó tiền đi tàu chơi mạt đi thiền. Khi tàu chết máy xuống thiền ai cho. Một lắm khi đói bằng gói khi no chơi bay mắng nhiếc nhỏ to làm gì mắng tôi cũng làm liền. Ngày sau mới biết tôi thì là tôi năm gian nhà gạch nhà voi. Ngày sau kiếm chảy lá mà ngồi không ra. Ngày nay nhiều hát nhiều ca quê tình quê tử là ma không hồn nước trong đựng lại một bồn còn rồi cặn cáo tích tồn đổ đi nước trong cá lội thấy yên. Nhà tao có cổ tôi thì ấm no ai khôn tôi dạy đưa đò chèo qua khúc vĩnh tôi hò hát chơi. Hò Nam hò Bắc trời ơi chợ không người nhóm dụng thời vô canh ta ngu ta dạy. Còn anh cha thì nó lú chú thời nó khôn mặt ai khi để đồn đố cha nào dám giật cùng hà tiên. Rồi chữ hiền ta mình á bán buôn không vốn không tiền không tờ không giấy không quyền ký tên giỏi khao giật câu nguyên cậu năm ở chảnh chú lên. Hồi nào mày ham mua chức quyền cao chức mày để nướng ăn giao với hành. Chú nó khôn dạy thiệt nhanh cụ lâu ăn trưởng như manh điểm bường cô sang dần nhớ hụt cùm chú giàu sang quá lòng hườm giật châu. Sang vào như cá mắc câu như chim mắc bẫy như trâu không chuồng lỡ vui lỡ khóc lỡ buồn lỡ bằng lỡ phú lỡ luồn gió mây năm mua mấy chú mấy thầy mua lần mua sớm mua hoài mua không mua kêu thì ký thì thông mua sao cho khỏi cái cồng diêm dương mua kêu những kẻ đi đường nhà không người ở dụng thời bỏ quan. Sài Gòn khôi cúc quá sang le le trắng ổ bạc vàng hết chân nói ra thêm dặn đêm hằng ta đây ngay dạy có khi điên khùng bán mền bán chiếu bán mùng mua cho đồng gánh cặp thùng hôm qua người này con gái quá trai con trai quá gái thiệt tài phép đi. Dạ, các chị nói công nhận tuyệt vời thật chứ. Giống như cái bài mà đàn kêu á, đàn kêu của núi dài, đàn kêu. Để bị cuộc đời này đã thấy rồi, còn đôi năm nữa hết đời hạ quân. Đàn kêu giả núi ông khăn, đàn kêu ông cắm ai dầm, làm bể hai đàn kêu sấm nổ núi dài, đàn kêu ông két đắt cài thành không, đàn kêu vợ lợi khoai xa chồng, đàn kêu mở lợi quên bồng con thơ. Đờn kêu sắp tới bây giờ, đờn kêu đời tới dán tờ chữ tu, đờn kêu khóc lớn hôn hôn, đờn kêu cô cháu chú vị khóc than. Đờn kêu thế thị sự lao sao, đờn kêu giặc giả bệnh đau tới hoài. Đờn kêu trời đất đổi xây, đờn kêu nhân giặc không còn một ai. Dạ. Cái câu đờn này nó liên quan đến cái lời của ông công giảng này giảng xưa, giảng của Phật thầy đen trăm mấy chục năm. Nhưng mà liên quan sau này Đức Cậu Ham cũng có nói đoạn á. Rồi, ông nói là cái ông mà cậu hai mới nói gì nè, cơ sư giải cũng có khúc đờn kêu rồi thêm cái ông tèo lão cũng có khúc đờn kêu ở bên ở trên dưới bóng cội tùng đó, ông nào cũng có khúc chứ vậy đó. Vậy nó cần y gian đó, thầy mà cũng có khúc nữa. Tao nói mày tao coi rồi tao nghe rồi tao so da rồi y gian đó. Đi vòng mé biển cù lao mà đi lộn vòng mé biển cù lao lộn qua lộn lại cũng tao với mày con nhiều cha đời này khó dạy nên thật thánh mới động lòng dịp hằng mượn xác nói là quỷ là ma về nào đâu là quỷ của thật bà mới tạo thiên lập địa là Đức Chúa Trời giáng thế thật bà Đức Thầy lập đạo nói mà ngày sau bùm gặp gió bùm chạy không thôi dẫm đời đen bạc chúa tôi không mặn thần ăn muối nghịch khó ăn vàng bởi cưng. Mày thấy ai hay không? Tại thiên không? Tại thiên ỷ phép tại trời thật bà không thét giỏi đời bao nhiêu ngài bắt chi thiên địa trùng yêu tam niên sức thánh trùng yêu trị đời ai hơn hơn tại thiên hết trơn mà còn có qua thật tổ ra đè 500 năm nó không ai qua tội chứ mà này là lý không không à chứ không có thật xanh gì? Thật xanh là bị chằn ăn hết trơn rồi cái bù kè gì Trịnh Hâm Trịnh Hâm không Trịnh Hâm với lý là lý không không à ác không à không có thật xanh thật xanh bị chằn ăn hết rồi. Trịnh Hâm, bạc tình ngày sau có mất thiên đình xử phanh chứ không có quyền trang như quyền trang tam tạng với Lục Vân Tiên. Mà tao nói mày chỉ có quyền trang à. Quyền trang tam tạng tu cần 81 nạn mà cũng không lĩnh lý mình mà Trịnh Hâm là đứa bạc tình ngày sau có mất thiên đình xử phanh. Dân tiên mắc nạn mấy lần ngày sau ngày được ảnh dòng chị dân gái như nàng Võ Thị Lan chơi tiên bóng quảng sao nàng lại đuôi. Giang Châu vốn thiệt là cùi hết cơn đài đỏ xong ngồi báo ngôi mình nhớ hồi lúc Minh Dương liền quầy vạnh đẩy lợi thằng trời tu thân. Tích ca nghe nói ăn cần nữa sao hoàng đế tu thân làm gì Minh Dương bạc phật một khi nắm cào mắt nước tại thì nơi tôi. Nếu mà tôi biết phục hồi dáng lo tu niệm vị thời mấy ăn. Minh Dương nước mắt chứa trang. Cuối đầu lại phạt mình vàng Tích Ca. Cái này 11 hồi cũng chưa giải nó ra. Chưa giải. Ít có ai nhớ lắm cái này trong
11 hồi cũng suy giấy bán thai. Cũng suy giấy. Cái này là giảng thưa không à, giảng ông này lên trăm mấy chục năm nữa rồi. Phật Dương với Thích Ca. Nếu giá trước mà 1939. Vua Minh Dương đó. Không phải Phật Dương. Ổng luôn đó. Vua Minh Dương khác, Phật Dương khác. Ông Phật Dương khác, ông Vua Minh Dương khác. Nó nói mày là 100 mấy chục năm. Nhưng mà câu 2 nói sao mình nói mấy sắc văn nữa nè. Thầy nói câu 2 đó là nửa sau và lập đài đó. Tại có người còn sống hiếm hoi lắm. Ông Thanh Thủy cũng nói sau đây đổi đất còn thay trời đó. Kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không soi. Cái đó là nói ở trong đời thượng quan luôn, giúp cho ông Thanh Thủy qua. Thầy nếu đường chánh đạo không nếu soi. Nếu đường chánh đạo không soi khó mong tồn tại để coi lập đời chúng sanh được thay hồn đổi xác tùy thiện căn mà làm Phật làm tiên. Dạ đúng rồi. Muốn lên tiên phải được cảnh tiên nó thăng vinh hạnh thầy duyên cho mình từ đây đến buổi thanh bình. Muôn người niệm Phật quả mình biết bao trồng cây mà chẳng dắp vào để cho gió lại sạc xào gốc lai lòng người chẳng ớt mà cay bị câu tài sắc đổi thay khôn lường một mai đến số vô thường công kia với tội có lượng kịp chăng. Dạ thôi nãy giờ thì cô Tám mặn mắm với mình với bạn Tính thì cũng lâu rồi nó giảng cho bà con nghe cũng nãy giờ cũng nhiều. Thôi thấy cô Tám cũng mệt mình cũng mấy rồi thôi kết thúc video ở đây. Hẹn các bạn lại clip sau để có dịp về cô Tám chia sẻ đạo lý cho các bạn nghe và tu hành tinh tấn đến ngày chót cuộc đời mình được an hưởng đời chung cực lạc nghe chưa quý vị. Tại thế gán tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc trên cửa Phật nhà hương thơm bát ngát dưới quân hành phục tử khải hoàng ca ấy là sông bốn biển hiệp một nhà không ganh ghét hết câu thù hẳn quán nghe chưa quý vị. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video, chúc các bạn nhiều hạnh phúc. Mới đó đồ chống nước luôn nè.